Chính tôi đây, người tôi yêu nhất trên đời. Giá ngày hôm đó tôi chịu nghe lời của anh thì mọi chuyện đã không xảy ra. Mọi người, hôm nay hãy mở lòng mình đi. Giá mà hôm đó tôi tỉnh táo hơn một chút thì bạn tôi đã không bị như thế. Do tin tôi lắm mà tôi... Còn vợ tôi cũng ra đi vì tôi quá tham. Mọi người có biết không, cô ấy còn cười với tôi trước lúc cô ấy ra đi đấy. Lấy nhiều để làm gì, giá như tôi cũng đã hại vợ tôi và liên lụy đến bạn bè của mình. Tôi cũng thế. Tất cả lỗi tại tôi. Mọi người, những chuyện buồn đã qua thì không thể thay đổi được. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải sống tiếp, sống tốt, thay đổi bản thân mình. Hãy nghĩ đến những gì người thân muốn ở chúng ta. Nào mọi người, hãy hứa với tôi, hứa với những người đã mất, và hãy hứa với chính bản thân mình, đừng làm gánh nặng cho team nữa. Ngày hôm đó tôi chịu nghe lời của anh. Anh ơi, mình tìm nơi khác đi anh. Em sợ chúng nó cam cầu mất. Không phải sợ, anh đố thằng nào dám cam luôn. Ôi, em sợ lắm. Anh tìm thuyền đi. Em phải tin ở anh. Đi với anh là không phải sợ. Thì cho em xuống đi, em đi bộ đây. Ok kìa, lên xe. Đã bảo là yên tâm. Không có đâu. Lấy nhiều để làm gì, giá như này. Thôi đi, mình sắp top 1 rồi, không còn nút tính nữa đâu, nó bắn mình đấy. Không sao, em cứ tin anh, bỏ anh chấp. Thằng nào ra nút tính anh bắn phát chết luôn. Giá thịt để nút cho em ngu qua. Hãy bỏ qua cho chúng tôi.
Ôi, mù mắt tôi rồi. Ông ơi, quăng smoke cứu tôi ông ơi. Cái thằng này EQ mày bằng tuổi mày à. Smoke chứ không phải là lựu đạn.